khi mà mình được một hộp hợp chứa đồng thời hai đối tượng này thì ở điểm đầu tiên các bạn cần nắm là nó sẽ cho mình hai điểm tương đương. Hai chất này sẽ không phản ứng cùng lúc với dung dịch chuyển đổi là axit sulfuric, mà theo cái tính 3 giờ thì 3 giờ mạnh hơn là carbonat sẽ phản ứng trước theo hợp số 1 trong hợp nguyên tắc. Như vậy là CO3 2 trừ sẽ phản ứng với axit sulfuric trước. Giai đoạn 1 là phản ứng 1 nhé. Thì đối với phản ứng 1 này nó sẽ cho mình một điểm tương đương ở pH khoảng 8,3. Điểm tương đương ở đây là cái thời điểm mà carbonat phản ứng hết với axit sulfuric. Cái phản ứng số 1 nó hoàn thành. Rồi sau khi phản ứng số 1 xảy ra xong rồi thì phản ứng số 2 của hydrocarbonat mới xảy ra. Nên nó chia làm hai giai đoạn. Và cái phản ứng số 2 này nó tiếp tục cho mình thêm một điểm tương đương nữa. Điểm tương đương thứ hai này có pH khoảng 3,8. Và điểm tương đương này tương ứng với toàn bộ lượng hydrocarbonat đã phản ứng hết. Và xong xuôi hai chất. À, như vậy chốt lại là đầu tiên, điểm đầu tiên cần nắm, người ta sẽ hỏi các chị định lượng hỗn hợp 2-3 giờ thì cho bao nhiêu điểm tương đương và giải thích. Câu trả lời là 2 điểm tương đương. Và cách giải thích là 2 cái 3 giờ này nó không phản ứng đồng thời với axit sulfuric mà nó chia làm 2 giai đoạn và viết 2 điểm tương đương cho bạn. À, như vậy thì bài này chiều hôm nay học và sắp tới nó đi thi đó, nhiệm vụ của mình sẽ phải xác định hai điểm tương đương. Điểm thứ hai cần nắm trong phần nguyên tắc là cách xác định điểm tương đương bằng phương pháp lực hợp điện thế. Như đã nói thì phương pháp này không dùng chỉ thị màu, cho nên ở đây thì không có sự thay đổi màu sắc nào xảy ra hết. Lát mình làm mình sẽ thấy mà dùng hoàn toàn bằng cách đo giá trị pH. Các xác định điểm tương đương bằng phương pháp lực hợp điện thế là ba cái dòng cuối cùng của phần nguyên tắc. Mình đánh dấu chúng ta không cần ghi lại. Cách một là xác định dựa vào điểm cuối của đường cong chuyển động. pH đo được theo cái thể tích định lượng V, đơn vị là ml. Vậy là vẽ một cái đường cong pH thay đổi theo thể tích định lượng và ở trên đó ở đâu là điểm cuối của cái đường cong đó thì đó sẽ là điểm tương đương. Cách thứ hai xác định điểm tương đương sẽ là đạo hàm cực đại. Hàm điểm cực đại của đạo hàm bậc nhất delta pH chia delta V theo V trung bình. Chú ý nha, V trung bình chứ không phải là V bình thường. V có dấu cạnh trên đầu V trung bình. Lát mình sẽ thấy hai cách xác định điểm tương đương. Anh biết ở đâu để hỏi anh chị là xác định điểm tương đương bằng cường độ điện thế thì xác định bằng cách nào thì mình trả lời hai cách đó. Chung ý tư tưởng nha, chỗ thì V, chỗ thì V trung bình, chỗ thì pH, chỗ thì delta pH thì delta V cũng là đạo hàm. Rồi trong một lần
phần thực hành thì mình sẽ xác định điểm tương đương theo các tòa án. Các thứ nhất về vẽ đường cong thì vẽ rất phức tạp, muốn vẽ đường cong đẹp nó khó, nên mình sẽ dùng các thứ hai, tức là xác định bằng đầu hàng đó, không vẽ gì hết, chỉ tính toán thôi để ra được điểm tương đương. Mình làm các thứ hai. Rồi, trong buổi hôm nay thì để tôi dễ, tôi sẽ không giảng hết ở các bạn đàn mà sẽ song song vừa làm vừa giảng, và nó dễ hiểu khi nói hết một lần ngay từ đầu các bạn không có tưởng tượng ra được. Ở đây bây giờ ở bên này bộ môn chuẩn bị cho các bạn 6 bộ máy đo pH thì còn bên này các bạn chia 6 nhóm tùy. Bây giờ thì muốn các bạn là nhận cái đồ dụng cụ, nhận một cái máy đo pH, một cái máy quý tử về vị trí của mình, kiếm chỗ nào nó có cái ổ cắm, cắm điện lên ổ cắm ở dưới chân ấy, rồi bắt đầu đi lớp đông cho nên tôi cho là 6 nhóm luôn. Sao để vậy?
chén nước cốt, khoan khoan chén nước cốt không có mỏ, xong rồi nó múc. Nghe nè. Cốc hở đây nè, qua đây đi. Nhớ nha. Để ra là cái nhà nó rất là rất là không có nét này, không có nét này nè. Còn nước cốt rồi em lau sạch. Rồi cái này em sẽ tráng cho nó kia. Thank you.
cốc 50 cốc 50 rồi. Sao đưa cái cốc 50 cho thứ một lấy thấy ngay đấy kệ cốc mua một người đấy. Thank you.
xuống miếng rồi.